Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương đánh giá hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa lên 90 km/h đối với các tuyến cao tốc quy mô 4 làn xe phân kỳ vừa được đưa vào khai thác, phấn đấu hoàn thành ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát, đánh giá ngay trong quá trình thực hiện dự án và quyết định tốc độ khai thác tối đa tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và Mỹ Thuận - Cần Thơ là 90 km/h. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã chấp thuận nâng tốc độ tối đa tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lên 90 km/h. Đối với dự án cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ chính thức được lưu thông bắt đầu từ 7 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2023. Cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã phê duyệt phương án tổ chức giao thông tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Trên các tuyến cao tốc này bố trí các vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách từ 4 đến 5 km một điểm trên cùng một chiều xe chạy. Các trạm dừng nghỉ đang được Bộ Giao thông Vận tải rà soát để triển khai đầu tư đồng bộ trên các đoạn tuyến đường bộ cao tốc. Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên. Theo đó, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ được đầu tư mở rộng trên tổng chiều dài gần 65 km, điểm đầu tại km số 0 kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam lộ - La Sơn thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm cuối tại khoảng km 66, nút giao Hòa Liên thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Với lưu lượng dự báo, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được mở rộng với quy mô 4 làn xe, có thể đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2050. Sau năm 2050, cần nghiên cứu mở rộng quy mô 6 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, bố trí từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Để kịp thời xử lý các ùn tắc khi xe khách ra vào bến xe, tình trạng xe khách rùa bò, dừng đỗ đón trả khách gây mất trật tự trên đường, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có kế hoạch lập 7 chốt tuần tra tại khu vực các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố. Kế hoạch của Thanh tra Giao thông Hà Nội nêu rõ, các đơn vị có liên quan là các đội nghiệp vụ, đội thanh tra giao thông trên địa bàn các quận huyện từ nay đến hết quý 1 năm 2024 có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại vị trí địa bàn được giao phụ trách, phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông, kiểm tra xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ trên được kế hoạch đưa ra là sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ dài khoảng 13 km nhưng lại có đến 19 điểm đường ngang giao cắt có mật độ giao thông đông đúc. Hiện ngành đường sắt tập trung nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục để bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực này. Khu vực Chánh Linh Đông thuộc thành phố Thủ Đức, công nhân kỹ thuật đang hoàn thiện những phần việc cuối sau khi thay các tấm đan bê tông, gắn thanh ray mới và lắp đặt hệ thống cảnh báo tàu đến gần. Trong quá trình làm các cái đường như thế này thì đầu tiên mình bước vào thì coi như là mình phá bỏ cái phần đường cũ và thay các cái phối kiện, ta vẹt, lập lách rồi cho ray mới vào. Thì bắt đầu là mình cũng làm một chiếu, làm sao đó là vừa cái chạy tàu. Bình thường chạy tàu bình thường mà vừa người tham gia giao thông có thể đi qua, nếu mà nay khác là cũng đi tham gia giao thông được. Bình quân mỗi 1 km đường sắt qua thành phố Hồ Chí Minh có 2 vị trí đường ngang, mật độ giao thông luôn đông đúc. Để tránh ảnh hưởng giao thông, phương tiện, thiết bị, nhân lực từ các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương được huy động chia thành nhiều mũi thi công, chủ yếu tập trung về đêm, bắt đầu từ 23 giờ đến trước 4 giờ sáng. Ban đêm chúng tôi là thi công thì ban ngày là phải tái lập tạm cho phương tiện đi lại, sau đấy đến đêm hôm sau lại phải tiếp tục đào lên để thi công tiếp. Thì do đặc thù của đường sắt thì là thay ray thay tà vẹt thì không thể chia nhỏ thanh ray ra để thay từng đoạn một được, mà phải thay cả thanh, nên là bắt buộc là chúng tôi phải thi công toàn bộ đường ngang, sau đấy mới lắp đặt ray với là lắp đan và thảm nhựa. Thì đến thời điểm này chúng tôi cũng đã tập trung hết toàn bộ nhân lực máy móc để cố gắng là đẩy nhanh tiến độ tối đa là sớm để hoàn trả mặt bằng. Hiện tại, 15 vị trí đường ngang đã cơ bản được ngành đường sắt thi công xong các hạng mục lắp đặt thiết bị cảm biến báo tàu tự động. Cột tín hiệu ngăn đường khi có sự cố trở ngại, cần chắn điện và xây mới 4 nhà gác chắn. Những giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu và không để xảy ra sự cố trở ngại trên đường bộ.
Thưa quý vị, ngày 25 tháng 12, Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1973, là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai kết quả điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra năm 2018 tại thị trấn Cốc Pài, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xín Mần trực tiếp phát hiện vụ việc khác có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra năm 2021 tại hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sáng nay 26 tháng 12, phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục với phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát cấp cao tại Hà Nội đã phát biểu quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Theo đại diện Viện Kiểm sát, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10,4 tỷ đồng. 23 bị cáo là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ hơn 226,7 tỷ đồng, 4 bị cáo môi giới hối lộ số tiền hơn 74,4 tỷ đồng và 2 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Bị cáo Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo này có hành vi mặc cả gây khó khăn cho doanh nghiệp, đã nhận số tiền lớn, phạm tội nhiều lần. Bản án sơ thẩm đã xét hết các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo, thể hiện rõ nét sự khoan hồng, do đó không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo. Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, được Viện Kiểm sát đề nghị giảm hình phạt 3-4 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Dũng bị tuyên phạt 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Đối với bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 1 năm tù. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một kho hàng trữ gần 25 tấn nội tạng động vật đông lạnh, không nguồn gốc xuất xứ. Qua công tác quản lý, kiểm soát thị trường, đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện tại kho lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn DECQB Logistics, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, đang trữ số lượng lớn hàng hóa là nội tạng động vật, gồm bao tử heo, nậm heo, lá sách bò, trứng gà non. Tất cả không ghi xuất xứ, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không hóa đơn chứng từ. Tổng cộng thu giữ gần 25 tấn, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định.